ExxonMobil, một trong những công ty dầu khí đại chúng lớn nhất thế giới, có một lịch sử đầy biến động. Nguồn gốc của nó có thể được truy nguyên từ cuối thế kỷ 19 và bắt đầu từ công ty dầu mỏ Standard Oil huyền thoại. Được thành lập bởi John D. Rockefeller vào năm 1870, Standard Oil đã cách mạng hóa nhiều khâu từ sản xuất cho đến lọc dầu và phân phối dầu. Sự thống trị của công ty lan rộng nhanh chóng, trở thành biểu tượng của quyền lực và sức mạnh của toàn nước Mỹ. Tuy nhiên, các hoạt động độc quyền của nó đã vướng những thách thức về mặt pháp lý. Chính phủ Hoa Kỳ đã can thiệp, ban hành luật chống độc quyền. Do đó, Standard Oil phải chia tách vào năm 1911, từ đó dẫn đến sự hình thành của 34 công ty độc lập. Trong số đó có ExxonMobil, khi đó có tên gọi là Standard Oil of New Jersey. Cùng tôi tìm hiểu qua bài viết này về sự hành trình của ExxonMobil, từ nguồn gốc của nó khi còn là công ty con của Standard Oil, cho đến vị thế hiện tại là một gã khổng lồ năng lượng toàn cầu. Có phải bạn đang tìm kiếm cách giao dịch hiệu quả trên thị trường chứng khoán Mỹ? Chào mừng bạn đến với PII, nơi cung cấp kiến thức và chiến lược đầu tư hiệu quả. Chúng tôi sẽ là người đồng hành uy tín giúp bạn chinh phục thị trường, mang đến chương trình đào tạo bài bản và kiến thức chuyên sâu, đưa cho bạn những ý kiến giao dịch tốt nhất trong thị trường chứng khoán Mỹ. Tham khảo ngay PII tại đường link bên dưới. Tầm nhìn của John D. Rockefeller đối với Standard Oil là rất tham vọng. Ông ấy nhắm đến việc kiểm soát mọi khía cạnh của ngành dầu mỏ. Các chiến lược của Rockefeller bao gồm mua lại các đối thủ cạnh tranh, đảm bảo mức giá ưu đãi từ các công ty đường sắt và đầu tư vào công nghệ mới trong ngành dầu mỏ. Vào những năm 1880, Standard Oil kiểm soát khoảng 90% công suất lọc dầu ở Hoa Kỳ. Kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng của Rockefeller đã vấp phải sự chỉ trích từ dư luận. Các đối thủ cạnh tranh cáo buộc công ty có hành vi thiếu công bằng trong ngành và công chúng bắt đầu quay lưng lại với công ty. Mặc dù vậy, Standard Oil vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi Rockefeller về hiệu quả quản lý và chất lượng sản phẩm. Công ty cũng có những tác động đáng kể trong nền kinh tế. Nó đã làm giảm giá dầu hỏa, giúp việc chiếu sáng trở nên hợp túi tiền đối với nhiều hộ gia đình. Những đổi mới của Standard Oil trong quy trình lọc dầu đã cải thiện chất lượng của các sản phẩm dầu mỏ. Tuy nhiên, khi Standard Oil phát triển mạnh mẽ, những lời chỉ trích phải thay đổi cũng ngày càng tăng. Các nhà phê bình lập luận rằng sự độc quyền của công ty đã kìm hãm cạnh tranh và đổi mới trong ngành. Bước sang thế kỷ 20, Standard Oil ngày càng bị giám sát chặt chẽ hơn. Chính phủ Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Theodore Roosevelt đã khởi xướng các hành động chống độc quyền. Năm 1906, Bộ Tư pháp đã đệ đơn kiện Standard Oil, cáo buộc công ty vi phạm đạo luật chống độc quyền Sherman. Năm 1911, Tòa án tối cao đã ra phán quyết có lợi cho chính phủ. Nó ra lệnh chia tách Standard Oil thành 34 thực thể riêng biệt. Quyết định này là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử doanh nghiệp Mỹ. Nó đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong cách thức các tập đoàn lớn bị điều tiết. Việc chia tách đã tạo ra một thị trường cạnh tranh hơn và mở đường cho những người chơi mới trong ngành dầu mỏ. Trong số các thực thể mới có Standard Oil of New Jersey, sau này sẽ trở thành Exxon, và Standard Oil of New York, hay sau này sẽ trở thành Mobil. Các công ty này vẫn giữ di sản của người tiền nhiệm, đồng thời vạch ra con đường riêng của họ. Việc chia tách cũng có tác động rộng lớn hơn về kinh tế và chính trị. Nó thể hiện cam kết của chính phủ trong việc kiềm chế các hoạt động độc quyền. Kỷ nguyên của sự điều tiết và giám sát này sẽ tiếp tục định hình bối cảnh kinh doanh trong nhiều thập kỷ tới. Sau khi chia tách, Standard Oil of New Jersey và Standard Oil of New York bắt đầu hành trình riêng của mình. Standard Oil of New Jersey sau này đổi tên thành Exxon, tập trung vào việc mở rộng khả năng lọc dầu và phân phối. Công ty nhanh chóng khẳng định mình là công ty hàng đầu trong ngành dầu mỏ. Standard Oil of New York sau này sẽ trở thành Mobil, cũng theo đuổi các chiến lược tăng trưởng mạnh mẽ. Công ty đã mở rộng hoạt động trên toàn cầu, khai thác các thị trường mới và phát triển sản từ các sản phẩm sáng tạo. Cả hai công ty đều tận dụng di sản và chuyên môn của mình để điều hướng trong bối cảnh cạnh tranh. Trong suốt thế kỷ 20,
Exxon và Mobil tiếp tục phát triển. Họ đã đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, dẫn đến những tiến bộ đáng kể trong công nghệ khai thác và lọc dầu. Bất chấp những thách thức như cuộc khủng hoảng dầu mỏ, những năm 1970, Exxon và Mobil vẫn là những tay chơi mạnh mẽ trên thị trường năng lượng toàn cầu. Khả năng thích ứng và đổi mới của họ là chìa khóa cho thành công bền vững của họ. Năm 1999, Exxon và Mobil đã công bố một thương vụ sáp nhập lịch sử. Thỏa thuận trị giá 81 tỷ USD này đã tạo ra công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới vào thời điểm đó. Vụ sáp nhập được thúc đẩy bởi nhu cầu cạnh tranh trong một thị trường ngày càng toàn cầu hóa. Nó kết hợp thế mạnh của cả hai công ty, tạo ra một người khổng lồ với nguồn lực và năng lực khổng lồ. Vụ sáp nhập cho phép thực thể mới, Exxon Mobil, đạt được hiệu quả kinh tế theo quy mô lớn hơn. Nó tăng cường khả năng đầu tư vào các dự án quy mô lớn và khám phá các nguồn năng lượng mới. Chuyên môn kết hợp của Exxon và Mobil đã định vị công ty trở thành nhà lãnh đạo trong đổi mới công nghệ. Vụ sáp nhập đã tạo ra một làn sóng hợp nhất giữa các công ty dầu mỏ. Các đối thủ cạnh tranh tìm cách sáp nhập hoặc thành lập liên minh để theo kịp Exxon Mobil. Tuy nhiên, việc tích hợp hoạt động và văn hóa của hai công ty lớn đòi hỏi phải quản lý cẩn thận. Cũng có những rào cản pháp lý và quy định cần phải vượt qua. Bất chấp những trở ngại này, Exxon Mobil đã nổi lên như một thực thể hùng mạnh, sẵn sàng dẫn dắt ngành công nghiệp bước vào thế kỷ 21. Exxon Mobil có lịch sử phong phú về các cột mốc và đổi mới. Vào những năm 1920, công ty đã đi tiên phong trong việc sử dụng cracking xúc tác, cải thiện đáng kể việc sản xuất xăng. Sự đổi mới này rất quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nhiên liệu ô tô. Vào giữa thế kỷ 20, Exxon Mobil đã đầu tư mạnh vào khoan ngoài khơi. Công ty đã trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực thăm dò nước sâu để khai thác trữ lượng dầu khí khổng lồ. Trong những thập kỷ gần đây, Exxon Mobil đã tập trung vào tính bền vững và quản lý môi trường. Công ty đã đầu tư vào các công nghệ sạch hơn và các nguồn năng lượng thay thế. Công ty cũng đã thực hiện các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính và cải thiện hiệu quả năng lượng. Cam kết đổi mới của Exxon Mobil vượt ra ngoài vũ trụ. Công ty hỗ trợ nhiều sáng kiến giáo dục và cộng đồng trên khắp thế giới. Hành trình của Exxon Mobil không phải là không có tranh cãi. Công ty đã phải đối mặt với nhiều thách thức pháp lý và sự giám sát của công chúng. Một trong những sự cố đáng chú ý nhất là vụ tràn dầu Exxon Valdez năm 1989. Thảm họa môi trường này đã gây ra những tác động tàn phá đối với bờ biển và động vật hoang dã Alaska. Nó cũng gây ra làn sóng chỉ trích rộng rãi và dẫn đến những thay đổi đáng kể về luật lệ. Công ty cũng bị chỉ trích về lập trường của mình đối với biến đổi khí hậu. Các nhóm môi trường và các nhà hoạt động đã cáo buộc Exxon Mobil hạ thấp rủi ro liên quan đến nhiên liệu hóa thạch. Các cuộc chiến pháp lý về việc tiết lộ thông tin về biến đổi khí hậu càng làm gia tăng những lời chỉ trích này. Bất chấp những thách thức này, Exxon Mobil đã thực hiện các bước để giải quyết các mối quan ngại về môi trường. Công ty đã đầu tư vào nghiên cứu về công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon. Công ty cũng cam kết giảm lượng khí thải carbon và hỗ trợ các nỗ lực toàn cầu nhằm chống lại biến đổi khí hậu. Ảnh hưởng của Exxon Mobil vượt xa ngành công nghiệp dầu mỏ. Công ty đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu, cung cấp năng lượng cho các ngôi nhà, doanh nghiệp và ngành công nghiệp. Công ty hoạt động tại hơn 50 quốc gia, hiện diện tại mọi thị trường năng lượng chính. Thông qua chuỗi cung ứng rộng khắp của mình, Exxon Mobil đóng góp vào sự phát triển kinh tế ở nhiều khu vực. Công ty tạo công ăn việc làm, hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương và đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Những đóng góp này đặc biệt có ý nghĩa ở các thị trường mới, nơi tiếp cận năng lượng là rất quan trọng cho tăng trưởng. Công ty cũng đóng một vai trò quan trọng trong an ninh năng lượng. Bằng cách duy trì một danh mục nguồn năng lượng đa dạng, Exxon Mobil giúp ổn định nguồn cung năng lượng toàn cầu. Các khoản đầu tư của công ty vào năng lượng tái tạo và công nghệ tiên tiến cũng đang định hình tương lai của năng lượng. Khi bối cảnh năng lượng toàn cầu phát triển, Exxon Mobil phải đối mặt với những thách thức và cơ hội mới.
Quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo đang được đẩy nhanh. Chính phủ và người tiêu dùng ngày càng ưu tiên tính bền vững. Những xu hướng này đang định hình lại ngành công nghiệp và buộc các công ty phải thích nghi. ExxonMobil có vị thế tốt để điều hướng những thay đổi này. Các khoản đầu tư của công ty vào công nghệ và đổi mới đã tạo nền tảng vững chắc. Cam kết của công ty đối với tính bền vững và quản lý môi trường sẽ rất quan trọng trong kỷ nguyên mới này. Hướng tới tương lai, ExxonMobil phải cân bằng hoạt động dầu khí truyền thống của mình với nhu cầu ngày càng tăng về năng lượng sạch. Sự tập trung kép này sẽ là chìa khóa cho thành công lâu dài của công ty. Khả năng dẫn đầu trong cả hai lĩnh vực của công ty sẽ quyết định tác động và mức độ phù hợp của nó trong tương lai. Cảm ơn bạn đã xem hết video của tụi mình. Đừng quên, nếu thấy hay, hãy cho kênh xin một like và một comment. Xin chào và hẹn gặp lại.